Xin chào quý vị và các bạn đang xem kênh của Trường Dương. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Trường Dương đang có mặt tại chùa Tôm Núp để ghi hình lại tất cả lễ hội dân y dân bông của chùa Tôm Núp, xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Bây giờ xin mời tất cả quý vị hãy cùng Trường Dương hòa vào không khí lễ hội nhé. Thank you.
Đây là đoàn thứ ba vô. Đoàn thứ ba nhân bông vô chùa tum núp.
chùa cũng ngay ngày lễ dân y chùa Tùng Đức. Chùa Tùng Đức. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.